Sáng nay Húc sẽ chạy, mình sẽ nhờ Húc chạy giùm, chiếc để mình về cận Tết đó em. Cận Tết thì nhờ Húc chạy giùm để mình về đi có việc. Có gì nè, vào ấy. Hey, đưa đỡ 500 triệu đi. Hey, hãy nói anh chị nha, tiền nên nhiều lắm. Hey, bằng giao hai cái xe, hai quá vậy, ba chìa nè. Hey, đưa cho em, đưa bộ về ba chìa nó với hai cái tờ đỏ, hai tờ hết này, còn cái tờ vàng ta anh để đó rồi. Tao về rồi. Ê, vừa hỏi bên thấy cái da sọc như thế không? Đấy. Da ngán hơn. Nó khúc rồi. Nó nở mua đang như này. Bữa rút mua bỏ mua đang như này. Tiện rồi. Rồi ok. Thôi chào bọn mập, chúc bọn mập và đi thường lộ Bà Non. Mình đi hả? Không phải vậy đó. Gì vậy bạn? Rồi thôi gì rồi? Thôi đi đi, chạy qua chỗ Hà Đông đó, xích là một ấy. Tạm biệt. Rồi Húc giờ đi anh em. Rồi thôi để bọn Húc đi, giờ mình đi về anh em. Mập đi giúp mình gần Tết đi thì hòn nó nhiều, cho nên Mập giúp mình chạy mấy chuyến, mấy ngày với mấy chuyến gì. Nói chung hòn bên này nó đều anh em, nó ngày chạy đêm luôn, cho nên mình phải nhờ Húc hỗ trợ, nhờ Mập hỗ trợ anh em nha. Thì mình chạy đêm thì mình chạy tầm cỡ 12 giờ mình ngủ mất rồi, cho nên là bọn Mập chạy được lắm. Bọn Mập chạy đêm, bọn Mập chạy tốt. Bọn Mập chạy khoảng ngày đến chiều mai, hay là tối mai gì đó mình sẽ lên mình nhận xe. Mọi người ơi, bây giờ mình đang đứng đợi xe để bọn Mập sẽ về nhà, và mình tiếp tục mình lên đường, mình đi vào bỏ hàng ở Chu Lai. Bọn Mập nãy chạy trong kia ra cái mình nhờ bọn Mập đi bóc cong luôn cho mình, thì bọn Mập chiều nay có việc. Bọn Mập chuẩn bị triển khai chương trình bắn hoa Tết, cho nên là Mập đi giùm mình chuyến thôi, hai chuyến, hồi tối nhiều hai chuyến. Tối giờ hai chuyến anh em, mà Mập ra Mập về. Còn hồi tối hôm qua anh chừng là do cái mấy hôm nay thì gần Tết nhất anh em về thì công ty họ mời với lại mình tặng một số việc. Cho nên mình mới nhờ bọn mập chạy, giờ bọn mập về mình đây mình đi ha. Mình đã lùi ngóng sang đây nè, mập tới nè, mập tới rồi kìa. Đây, người yêu của mình, người yêu của mình. Rồi nha. Bật nữa mà ơi. Dây đậu ra, đậu không? Đâu có chỉnh đâu mà, có chỉnh không? Ý có chỉnh côn không mà đậu. Sơn chỉnh ai vậy? Vì cô chưa chỉnh, cô tiếng chạy. Công vậy đó. Mấy? 22. Lại bay. Nhiếp á, không phải nhiếp, công ập công 20 công nhiếp cho lỡ nhiếp, nhờ công gắt vô bỏ liền đúng rồi mà. À, đâu mà ở đâu đi à. Qua gì máy chuyến thì hơi chuyến cái máy hả? Mà túi đi vô cái đủ mới nghỉ mẹ đó, nghỉ mất rồi đi vô 12 giờ hay mấy giờ vô hơi giờ mãi à. Túi 11 giờ đi đâu mất, về tới họ công sang cái 4 giờ vậy ra họ công sang cái đụng đi mua mắt mãi đéo cấp lại, đụng đéo có lại bắt rửa trước này rồi dính nè. Nam cũ có vài cái cát cát đưa trước thôi, chạp tăng ngầu tăng nhẩm nhẩm ta tính rồi chuyển luôn chờ lần luôn, còn mất công này. Chuyến này hơi chuyến là một cái gì quên rồi, lốt lốt à. Lốt lốt thì không có làm ý tính chừng lốt không? Không, không tính cái quần vậy thôi á. Ờ nó bay nó chịu ấy đó, chịu gì mình chịu quay. Đấy. Có đây không? Chưa đó đỡ, chỉ có miếng thôi vậy thôi. Đồ đã lấy cái phiếu giàu rồi, phiếu giàu. Ủa đang 11 25. À 11 rồi 25. À đúng rồi bên kia. À, mốt vô lớp 11 hết mà. Có 20 mà mình. Ờ. Ừ. Rồi ok. Qua đăng ký bên Thành. Cái thùng muốn đi đựng á được. Hồi ta đưa bởi hồi anh thanh toán nha. À, cái chuyện mà đợi thì là 2 chuyến thôi đúng không? Đồ hóc bò núi gì? Đồ hóc bò núi gì? Lúa nè, mạnh cho con gì vậy? À, cái chuyện mà đợi vậy? Dạ. Thì 2 chuyến với lương rồi gì đâu? Ờ, mà có đi mà nhìn không? Được đó. Túi hơi giờ xón. Trời mà. Hơi giờ thao hay đi. À. Đây nè. Thì hắn điện nhờ kêu đi giùm tại vì mi bó hoa à. Ừ. Thằng mua đó. Đều không bọc vậy. Vĩnh nè. Ờ. Vĩnh không cái đi à. Ờ Vĩnh đâu cái đi cái công Aravet nó gì. Vĩnh đi tắt cà đi á. À. Rồi ok. Á đồ qua quanh đồ đem đồ về ba ơi. Đồ đi bên xe nó nguồn bia không này. Bia này là bia mua giùm, mày hiểu không? Mua giùm mà còn mua giùm nhưng mà thằng đó không lái. Mà nó ờ cái đi bắt lại luôn. Đang dục của nó mày. Dục cái họ chửi. chiều về bó hoa anh tấy luôn hả? Đấy không bọt hả? Không bốn chút buôn mai bón đát nha, đừng có cái lỗ mà làm đi đó, trừ mà dịch phát là tao nói mi là rồi xong luôn, cái đống hoa của mi nó đi đời luôn á. Lót các cái bò ăn rồi nó bò lắm. Lót các cái bò ha. Bò lắm vậy đó. Rồi ok bye bye. Cứ mới đây đi về có người tốn công đi biết trước rồi. Lắm vậy đó. Ừ. Còn gì nữa không? Ok. Bây giờ mình lên đường anh em ơi. Em qua gì mập chạy rồi, tàu mập. Mập bắt tàu. Chạy. Mập sống tàu lắm em. Thật thòi cắt phát. Bye bye. Còn mập người ở Đài Lộc anh em, Đài Lộc tỉnh Quảng Nam mập người Đài Lộc tỉnh Quảng Nam anh em. Thì nói chung mà do mập nghỉ vừa rồi mập nghỉ công ty Vinh Thành thì mình mới thấy bọn mập rảnh cho nên mình nhờ bọn mập đem qua Nam, bọn mập mới đi dính xe hay là mua xe gì mình chả biết nữa, thì mình mới nhờ hỗ trợ giùm. Thì từ đây đến Tết thì bọn mập bón hoa, thì bón hoa nè, mà Nam em biết bón ra hầu ra giống nhau chứ còn ớn. Ồ công nạn kia ta, chở công 20, công nhiếc cho Trường Hải, công nạn cứ rồi. Rồi ok, kết thúc cái hành trình giao lưu cùng bạn mập ấu ha, bạn đó là ngồi dễ hư phục lắm anh em ơi, giải phục rồi. Còn mập là hẳn như mập chạy mà mình mình nhờ chạy mà mình chưa thanh toán tiền gì, và kể cả mình mượn tiền bọn mập nữa. Còn mập chạy trong khuya đó mình mượn tiền mập luôn để mà mập chi phí giùm mình, chứ mình không có tiền thì mình chuẩn bị mình để chuyển khoản cho mập để mập chi phí. Thứ nhất, thứ hai là chuyển tiền lương trả cho mập luôn để mập về mập lót vô mập mua hoa bán thôi, vậy thôi đó. Tết nhất rồi rạo rực rồi mà dịch bệnh nó hoành hành lại anh em ơi, cháy anh em ơi, cháy đó người quen thôi. Clip hôm nay đến đây thôi anh em nha. Thì chúc tất cả anh em có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận những video mới của mình. Vui nha anh em.